Xin kính chào các bạn Chúng tôi giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ dành cho trẻ em và các bạn trẻ Hoặc là học sinh nam nữ ở à, Chiếc Casio ở Modern Là 1330 Casio 1330 MQ24 Chiếc đồng hồ có Vỏ acrylic Nắp đáy là nắp thép Mặt số trắng, số chỉ giờ học sinh hoặc là gọi là số Latin màu đen, ba kim. Viền tròn của đồng hồ xấp xỉ 34mm. Dây thuộc dòng silicon hoặc là cao su pha ly silicon. À, chống nước của cái loại dây này là rất tốt. Và đồng hồ cũng chịu vận động tốt hơn so do, do cái, cái lứa tuổi và tuổi trẻ thường là hiếu động hơn. Đây là Casio của chúng ta. chiếc đồng hồ tổng quan mới khoảng 95%. phần trăm.